mutadawila. Đây là một số câu tiếng Ả Rập thông dụng. Mutadawila. Nam. Hadi jumalun arabiyatun mutadawila. Hadi là mubtada. Hadi mubtada. Mubtada tất nhiên là cái này, cái câu bắt đầu mình học hôm trước là câu trong tiếng Ả Rập có hai loại câu, thứ nhất là câu danh từ và là câu động từ. Câu danh từ bắt đầu bằng danh từ, câu động từ bắt đầu bằng động từ. Câu danh từ ở đây mình gọi là mubtada. Tất nhiên mubtada thứ được bắt đầu. Hay trong tiếng Việt của mình tạm dịch là mình nói là chủ ngữ đi. Jumal là vị ngữ, tiếng vị ngữ ở đây là trong tiếng Ả Rập gọi là khabar. Khabar tức là thứ đưa tin cho một thứ bắt đầu đó. Thành ra đây là Jumalun, một số câu. Jumalun là số nhiều của jumla. Jumlatun là số ít. Fil Arabiya daiman, trong tiếng Ả Rập thường xuyên. Innama natahaddas ay jumlatin, lúc khi mình muốn nói bất cứ một câu gì. Nufakir hal hadhihi al-kalima mufrad au jama', mình suy nghĩ câu này là số ít hay là số nhiều ha. Daiman nufakir. Daiman là thường xuyên. Daiman thường xuyên. Daiman nufakir. فنقول هنا فنكون thì mình nói đây, fa thì vậy thì hay là sau đó. فنقول هنا chúng ta nói ở đây, thì chúng ta nói đây, thì chúng ta nói هذه جمل عربية متداولة, đây là một số câu tiếng Ả Rập mutadawila thường xuyên hay là thông dụng, câu mà mình thông dụng mình sử dụng bình thường hay là câu phổ biến. Okay. فعندما نلتقي إخواننا, khi chúng ta gặp các bạn của chúng ta hay là anh em của chúng ta, نحييهم بكلمة أو بعبارة أهلا وسهلا بكم أو أهلا ومرحبا مرحبا بكم này, nghĩa là chào các bạn một lần nữa, một lần mới nữa. Okay. فكيف حالكم المهم, كيف حالكم المهم, كيف حالكم Al-Muhim, cái phao là cùng tiếng Ả Rập nói Al-Muhim, cái quan trọng là các bạn khỏe không? Al-Muhim, Al-Muhim, Muhim, Al-Muhim, Al-Muhim, cái quan trọng này, quan trọng cái phao là cùng. Tiếng Ả Rập mình nói như vậy thôi, không khó cũng không có đơn giản đâu, và không có cực kỳ phức tạp mà mình không thể nào học được. Sẽ là al-muhim kayfa halukum, quan trọng các bạn khỏe không. Al-muhim kayfa halukum, trong tiếng Ả Rập có từ muhim nhiều lắm, gốc từ của nó là hamma. Hamma là mình concern, mình quan tâm, gốc từ của nó hamma. Hamma có nghĩa là quan tâm. Hamma quan tâm, hamma quan tâm cái thứ mà mình đang lo âu, mình quan tâm. Thành ra al-muhim thứ mà mình lo âu, mình quan tâm. Thành ra mình dịch thì nói quan trọng. Thì thứ quan trọng tức là thứ mình thường xuyên suy nghĩ, mình quan tâm, mình lo nhiều. Thành ra gốc từ của nó hamma. Còn hamma là động từ, còn hammun là danh từ. Hammun là danh từ. Hammun là danh từ. Hammun là sự buồn rầu, buồn bã. Thì mình lo lắng quá, thành ra nó khiến mình buồn bã. Thành ra từ cái lo lắng đến buồn bã cũng cái nghĩa nó không có gì xa lắm. Thành ra trong một hadith Nabi nói Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ôi Allah, bề tôi cầu xin sự che chở từ Ngài khỏi sự buồn rầu và lo âu, thấy không? Hammi wal hazan. Tại ra trong Islam mình, Islam kêu mình sống lạc quan thôi, thấy không? Mình không có nên bi quan. Và trong Quran Allah cũng nói la tahzan, ngay cả khi mà thiên sứ Muhammad ở trong hang động, trong một cái thời khắc mà rất nguy kịch, trong trường hợp như vậy Rasulullah vẫn nói với Abu Bakr la tahzan, đừng có buồn rầu. Đừng có lo âu. Inna Allaha ma'ana. Quả thật Allah đang ở cùng với chúng ta. Ma zannuka bisnayni wallahu salisuhuma. Há, ngươi suy nghĩ chúng ta chỉ có hai người hay thôi. Wallahu salisuhuma. Và Allah là đấng thứ ba. Trong Islam không có, mình không có cái gì mà làm cản trở cái công việc của mình bởi vì một thứ gì mà làm cho mình đang quan tâm. Và trong những từ al-muhim, trong tiếng Ả Rập có một câu nói rất quan trọng, hy vọng các bạn thuộc cái này. Để trong Ả Rập nó có một số, giống như mình nói cái câu tục ngữ hay là cái câu châm ngôn hay là những cái câu nói mà nó có giá trị về trong cuộc sống của mình để mình áp dụng. Trong tiếng Ả Rập có nói Taqdimu. Câu này Hassan chắc Hassan biết rồi. Taqdimul al-ahammi ala almuhim. Muhim. À, đây. Cái câu này có gọi là giống như cái câu tục ngữ này, hay là câu châm ngôn. Taqdimul ahammi ala almuhim. Taqdim là mình có học rồi, taqdim tại mình học từ cái gì muqaddam nhé. Cái lời mở đầu hay là giới thiệu. Taqdimul aham. Trong tiếng Ả Rập mình có cái mẫu này. Trong tiếng Ả Rập ví dụ mình nói là kabir là lớn. Kabir là lớn, mình nói lớn hơn akbar. Vậy là mình có mẫu này. Vì thành ra mình trong cái azan của mình Allahu akbar. Al-kabir cũng là một trong những thanh danh của Allah subhanahu wa ta'ala. Nhưng mà akbar là một cái danh tính từ mình mô tả, gọi là trong tiếng Anh chắc gọi là superlative hay comparative superlative, cái hai cái lớn hơn ấy. Allahu akbar, Allah lớn, Allah vĩ đại hơn, Allah rất lớn. Akbar. Thành ra muhim là quan trọng, al-aham là quan trọng hơn. Cái biết là lớn, akbar lớn hơn. Thành ra cái câu Ả Rập nói taqdimul ahammi ala almuhim, ưu tiên thứ gì mà quan trọng hơn đối với thứ quan trọng. Tuy nhiên là cả hai đều quan trọng, nhưng mà có một trong hai nó có quan trọng hơn. Thành ra mình nên ưu tiên thứ quan trọng hơn. Và ví dụ thôi, ví dụ đi thăm bạn mình cũng quan trọng, đi thăm thầy mình có thể là quan trọng hơn, ví dụ như vậy thôi. Hay là đi thăm ba má mình đang mắc bệnh thì nó quan trọng hơn. Đó. Thành ra trong tiếng Ả Rập nói taqdimul ahammi ala almuhim, mình ưu tiên cái gì quan trọng hơn đối với những gì kém quan trọng hay là những gì mà quan trọng, không có quan trọng cho lắm. Đó, các bạn nhớ câu này. Và hy vọng mình sẽ áp dụng trong cái câu nói của mình trong tiếng Ả Rập. Thành ra mình nói tiếng Ả Rập để cho cái văn mình nó đẹp thêm, thì mình trang một số cái câu ca dao tục ngữ hay là những châm ngôn làm cho cái văn nói của mình nó thể hiện đẳng cấp thêm. Taqdimul ahammi ala almuhim. Okay. Vậy narji ila mawdu'ina almuhim kayfa halukum. Almuhim kayfa halukum. Nas'alullah an ينفعنا ما تعلمنا. ينفعنا بما تعلمنا. Cầu xin Allah cho chúng ta lợi ích từ những gì chúng ta học. اليوم نذهب إلى درسنا. Hôm nay chúng ta đi tới bài học của chúng ta ngày hôm nay. الوحدة السادسة عشرة. نعم. عندي سؤال. تفضل. ما معنى جملة دائمة؟ Jumla là câu, daiman là thường xuyên. Cái này không phải là câu, cái này là Cái này là những cái vocabulary thôi, những cái từ vựng thôi. Jumla là câu, jumla là số ít của jumal, jumal là số nhiều. Jumla là số ít, jumal là số nhiều. Ok. Nam. Daiman là thường xuyên. Tiếng Ả Rập nói daiman thường xuyên mình sử dụng thường xuyên như là giới từ. Thường xuyên mình sử dụng như là trạng từ trong câu. Và khi trạng từ là dấu A trong tiếng Ả Rập. Đó. Nhưng mình nói daiman ở đây là nó đứng, khi mà nó đứng riêng biệt thì mình không thể nào nói daiman được, mình chỉ nói daimun thôi. Đó, ok. Nhưng khi mà nó là trạng từ thì đương nhiên dấu A. Thành ra ví dụ azhabu ila bayti zamili daiman. Azhabu, tôi đi, ila bayti, nhà, zamili, bạn của tôi, daiman, thường xuyên này không? Vậy là tôi đi là động từ. Đấy. Ila là giới từ, bayti là mudaf, zamili mudaf ilay, daiman trạng từ trong tiếng Ả Rập gọi là zarf. Trạng từ lúc nào cũng là dấu A, các bạn nhớ nha. Daiman. Tại là trong tiếng Anh cũng nó có một cái mẫu của nó. Ví dụ I fully support you. Tôi ủng hộ bạn một cách fully, strongly, ví dụ như vậy. Ok. Vậy là trạng từ. Jumlatun là số nhiều anh. Jumlatun là số ít, jumalun là số nhiều. Ủa số ít sao lại có ta? Hả? Và ai nói số ít không có ta? Madrasa số ít mà. Ồ. Madrasa số ít, trường học. Ồ. Ok, không có công thức, cái đó không phải là quy tắc. Ok, cái đó không phải quy tắc. Đôi khi số nhiều có ta cũng có. Ok. Số nhiều có ta cũng có. Hafiz là người thuộc lòng, nằm lòng Quran. Thấy không? Số nhiều của nó có hai hình thức. Hafizun số nhiều của nó, và hình thức thứ hai là hafadha, cũng là số nhiều. Hafadha là những người học thuộc nằm lòng Quran hay là Hadith. Nhưng mà trong Islam mình khi mình nói hafadha là những người thuộc Quran thôi. Ok, không nhất thiết. Hal fahimta ya Hasan? Naam. Khalas. Jayid, alhamdulillah. Idhan nasabu ila darsina, chắc trang 349 bên cái version bên mình thì 349, còn bên các bạn thì không biết số mấy. Ok, al-wahda as-sadisa ashara, unit thứ 16, al-utla là kỳ nghỉ, vacation. Al-utla là vacation, tất nhiên là nghỉ không có đi làm. Ok. Bây giờ mình đi tới phần cái đàm thoại đầu tiên là giữa al-ibnu wal-ab, giữa con và ba. Đấy. Al-ibnu nói: "Kam eidan fil Islam ya abi?" Kam eidan fil Islam ya abi? Có bao nhiêu ngày lễ trong Islam hỡi ba? Tiếng Việt của mình nói hỡi ba, của mình nói gì? Hỡi ba hay là ơi ba, ôi ba. Chứ mà tiếng Ả Rập thì phải ba, thì phải ba ai? Ba của ai? Thành ra tiếng Ả Rập không thể nào bỏ tôi được. Nhớ nha các bạn, nhớ nha. Trong tiếng Việt của mình có thể bỏ bình thường, nói mẹ ơi, mẹ đi đâu? Có nghĩa là mẹ của tôi ơi, mẹ đi đâu? Phải không? Nhưng mà trong tiếng Ả Rập mình không thể nào bỏ mẹ của tôi được, phải có của tôi. Chính vì vậy mình nói là Kam Eidan fil Islam ya abi, có bao nhiêu ngày lễ. Mình nói Eid al-Fitr, Eid al-Adha, mình có hai từ Eid, các bạn nhớ nha. Eidu al-Fitr, mình có ngày lễ Eid al-Fitr và mình có Eid al-Adha. Mình có hai ngày lễ trong Islam mình. Fitri là gì? Fitri là xả chay. cái ngày lễ nhân dịp xả chay, cái ngày cuối tháng Ramadan, tất nhiên mình không có nhịn chay nữa, mình không có kiêng ăn kiêng uống, tới ngày mình xả chay gọi là Eid al-Fitr, thấy không? Còn Eid al-Adha là cái này, nếu mà mình tính ra là hy sinh. Adha là từ của nó là Doha, Doha là hy sinh, gốc từ của nó là Doha. Doha, Doha hy sinh. Hy sinh ở đây là mình hiến, mình tế. Thì ngày Eid al-Adha là ngày, trong đó có một cái việc làm được gọi là, mình gọi là cắt dê bò cừu để làm qurban, đấy không? Tất nhiên là mình tế gì? Tế công vật. Đó, Eid al-Adha, đấy không? Thành ra Eid thì trong ở đây thì Al-Ibn nói Kam Eidan fil Islam ya Abi, có bao nhiêu ngày lễ trong Islam hỡi hỡi ba của tôi, phải không? Al-Ab nói fil Islam Eidan, trong Islam có hai ngày lễ. Eidan là ngày lễ, Eidan hai ngày lễ. Cái này số đôi trong tiếng Ả Rập. Rajulun, một người đàn ông, Rajulani, hai người đàn ông. Fil Islam Eidan, trong Islam có hai ngày lễ. Đó là hai chấm, là nghĩa là đó là Eid al-Fitr, đó Eid al-Fitr, ngày Eid al-Fitr, và Eid al-Adha, và ngày lễ Adha, phải không? Nhưng một số mình để ý, một số bên mình hay dịch là Eid al-Fitr, mình nói là ngày lễ Eid al-Fitr. Ngày lễ là Eid rồi, tại sao mình dịch là ngày lễ Eid al-Fitr? Đáng lẽ mình dịch là ngày lễ Fitri, đúng không? Tại Eid là ngày lễ, thì tại vì mình dịch sang tiếng Việt thì mình không có cảm giác cái đó. Chính vì vậy mình dịch cái đêm Laylatul Qadr. Laylatul Qadr mình đa số trong tiếng Việt mình dịch là đêm mệnh lệnh, hay là đêm định mệnh, hay là đêm nói đêm gì, nó có hai ý nghĩa. Sharaf, đêm noble night. Ở trước mắt mình dịch đêm định mệnh đi. Đêm thiên liêng quyền năng. Không có một từ nữa. Cơ mu li anh dịch như thế nào ạ? Ok, vậy mình một trong cái nghĩa của nó là đêm là cái định mệnh đi. Ok, định mệnh. Layla là đêm, al-Qadr là định mệnh. Mình thì dịch như vậy, mình nói đêm định mệnh. Tại sao đêm định mệnh? Mình nói đêm Laylatul Qadr, phải không? Tại Layla là đêm rồi, tại sao mình nói đêm nữa, phải không? Thành ra nếu mình dịch, đừng có dịch như vậy, mình nói đêm định mệnh, hay là mình nói Laylatul Qadri, đóng mặt mở ngoặt đêm định mệnh. Mình đừng có dịch là đêm Laylatul Qadr, phải không? Nó dư thừa, dư chỗ này, dư chỗ Layla. Tại vì Layla là đêm, tại sao mình dịch là đêm nữa? Thành ra mình cứ dịch là đêm định mệnh, hay là Laylatul Qadr đóng mặt mở ngoặt đêm định mệnh, chứ đừng có dịch đêm Laylatul Qadr. Đa số mình thường nghe là các bạn dịch như vậy, vậy là không đúng. Và tương tự của ngày này mình nói là ngày lễ Eid al-Fitr, mình nói ngày lễ Fitri thôi, tại sao ngày lễ rồi Eid nữa? Eid là ngày lễ đó, các bạn hiểu không? Các anh chị hiểu không? Ok, alhamdulillah. Al-Ibn nói Mata yakunu Eid al-Fitri, khi nào diễn ra. Yakun, các bạn nhớ này, diễn ra, có mặt, diễn ra, có mặt, xảy ra. Ok, mình nói được Mata yakunu Eid al-Fitri, khi nào diễn ra, khi nào tới ngày, khi nào có. Đấy, Mata yakunu Eid al-Fitri có nghĩa là Eid al-Fitri khi nào xảy ra, diễn ra, có mặt, khi nào đó. Mata yakunu Eid al-Fitri, Mata yakunu Eid al-Fitr, Mata, thấy không? Al-Ab nói Ba'da shahri Ramadan, sau tháng Ramadan. sau tháng Ramadan, fil yawmil awwali min Shawwal, vào ngày đầu tiên của tháng Shawwal, tháng thứ 10, tháng 10 hồi lịch. Okay. Hadi jumla basita, hadi jumla sahla. Đây là cái câu nói đơn giản và câu nói dễ thôi. Okay. Al-Ibn nói: "Madha na'mal fi yawm al-Eid? Madha na'mal fi yawm al-Eid?" Chúng ta làm gì vào ngày Eid? Madha là cái gì? Na'malu làm, tức làm cái gì? Người Ả Rập nói cái gì mình làm? Fi yawm al-Eid, vào ngày Eid, tức là vào ngày lễ. Ok. Al-Ab nói: "Nu'ti zakat al-fitr lil fuqara." Nu'ti, nu'ti là chúng ta cho. Động từ của nó là a'ta, a'ta yu'ti, a'ta. A'ta, các bạn nhớ là a'ta. Còn tôi cho u'ti. Ví dụ mình nói u'ti. U'ti như này. Thành ra nu'ti là chúng ta cho, a'ta là nó cho. Nó là nó ở đây đại từ ngôi thứ ba, nó cho. Còn u'ti là tôi cho, nu'ti là chúng tôi cho, phải không? Vì trong tiếng Ả Rập mình nói ví dụ bạn lại đây tôi cho bạn chút xíu quà này. Ta đã hành u'ti cả shay. Tiếng Ả Rập nói như vậy, ta. Hay mình nói với trẻ em ta là ta. 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 U'ti cả shay. Tika, hãy tika shay'an, hãy tika shay'an, nhưng mà người Ả Rập nói tika shay, ta là tika shay, thấy không? Còn mình nói là hal tu'ti ní, bạn có thể cho tôi được không? Hal tu'ti ní, bạn cho tôi không? Hal tu'ti ní, và câu này người Ả Rập sử dụng rất phổ biến, rất phổ biến, các bạn nhớ luôn nha. Khi mà từ cho là a'ta, vì tôi không bao giờ cho bạn lan u'tiya kìa. Lan u'tiyaka abadan, tôi sẽ không bao giờ cho bạn. Ata, ata. Nu'ti zakat al-fitri lil fuqara, chúng ta cho zakat fitra. Mình nói zakat fitra, fitra không được, fitri. Nhưng mà theo tôi biết fitra không đúng đâu. Tại vì mình hay đọc như vậy thôi, đáng lẽ là mình nói zakat fitr. Mình không đọc được thì mình nói fitri cũng được, nhưng mà fitra không đúng. Nhưng một số người ở Việt Nam mình đang sử dụng fitra là hoàn toàn sai, không đúng. Tại nghĩa fitra với tiết khác nhau hoàn toàn. Mình thì sử dụng như vậy thì mình không biết bị ảnh hưởng ở đâu thì mình cũng không biết. Một số người sử dụng zakat fitra, đúng là zakat fitri. Fitra là gì? Fitra là cái bản chất tự nhiên của con người, đâu phải liên quan gì tới zakat. Hai từ khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Mình có từ fitrun, fitrun và fitra, hai từ khác nhau. Fitrun là xả chay, còn fitra là bản chất tự nhiên của con người của mình. Fitra, ok. Thành ra mình nói zakat fitra không đúng đâu, nói zakat fitri đúng, ok. Nu'ti zakat al-fitri lil fuqara, chúng tôi hay là chúng ta cho zakat fitri lil fuqara, cho những người nghèo. Fuqara là số ít của fakir, số nhiều của fakirun. Fakirun, ok. Fakirun trong tiếng Ả Rập nghèo, mình nói có hai từ, có hai từ. Thứ nhất là miskin, cũng nghèo trong tiếng Ả Rập, miskin. Miskinun và fakirun. Cả hai từ đều có nghĩa của nó là nghèo. Nghèo. Nhưng mà trong cái phi có phân biệt chút xíu. Miskin như thế nào, fakir như thế nào. Có người nói nghĩa giống nhau, có người nói không có phân biệt. Một trong hai từ này tất nhiên là miskin thì có đủ ăn trong ngày, còn fakir thì không đủ ăn trong ngày, ví dụ như vậy. Có thể phân biệt nhưng mà mình dịch nôm na trong tiếng Việt của mình có thể là miskin cũng nghèo, fakir cũng nghèo, hay là nghèo túng, nghèo khổ, okay. Số nhiều của fakir là fuqara. Fuqara. Dạ. Cô Tàn ạ. Ta'al ta'an a'ti ka say nghĩa là gì ạ? Ta'al, tới đây, tới đây. Tôi cho ăn chút xíu cái này nè. Say ăn là something. Come here, I give you something. Come here, come. Come, come, I give you something. I give you something. Say ăn. Uthiya say. Và cái câu tiếp theo là al-ibnu wa ma zakatul fitri, và zakat fitri là gì ba? Wa ma zakatul fitri, và thế nào là zakat fitri? Và cái gì là zakat fitri? Al-ab nói sa'un min ta'amin al-kulli shakhsin. Sa'un min ta'amin al-kulli shakhsin. So ở đây là so chắc có thể là 3 mút, một so 4 mút đây. So là một cái đơn vị đo. Cái zakat fitr của mình là khoảng 3 kg hay là 3 kg mấy, khoảng chừng đó thôi. Đấy, zakat fitr thì so là đơn vị đo, khoảng chắc 3 kg mấy. Chắc như vậy, so là đơn vị đo. Ok. So ấn một đơn vị đo tức là một cái thúng, một cái muỗng á. Đấy. Mình tỏa mình đây, bên này có này, có một cái gì giống như cái ca đó. Sa'un min ta'amin an kulli shakhsin, một số của thức ăn an kulli muslimin, cho mỗi người. An kulli shakhsin ở đây ăn mình dịch cho thôi, của mỗi người, đối với mỗi người, đúng rồi, đối với mỗi người. Sa'un min ta'amin, một số từ thức ăn an kulli shakhsin, đối với mỗi người. Ok. Shakhsun là người, cá nhân. Shakhsun là người, cá nhân. Al-Ibn nói wa ma za naf'alu ba'da zalik, và mình sẽ làm gì sau đó? Sau khi mình trả tiền zakat hay là mình đóng zakat thì mình làm gì sau đó? Ba'da là sau, zalika là đó. Và câu này mình nói thường xuyên. Ví dụ mình nói nashabu ila bintan summa madha naf'al ba'da zalik, sau đó thì mình sẽ làm gì? Cái từ này mình thuộc zalikal kitabu la rayba fihi. Mình học thì mình liên kết với những phần nào mình thuộc trong Quran thì mình càng dễ thêm. Al-Ab nói nusalli salat al-Eid wa nazurul ahla wal asdiqa'a. Nusalli, chúng ta hành lễ. Salat al-Eid, salat Eid tất nhiên là hành lễ Eid. Wa nazuru al-ahla, và chúng ta đi thăm al-ahla, bà con hay là gia đình, wal asdiqa, và bạn bè. Al-ahla là tất nhiên thành viên trong gia đình, ba mẹ, cha con, chú bác dì cô. Ok. Ahlun tất nhiên là thành viên. Ahlun có nhiều nghĩa. Thứ nhất là ahlun là gia đình cũng được, thành viên cũng được, giới chuyên môn cũng được nhé. Mình nói ahlus siyasa, mình là giới chính trị. Đấy. Vậy ahlun có thể, nhưng mà các bạn viết lại ahlun có thể là thành viên. Thứ nhất thành viên, thứ hai là gia đình trong đó có cha mẹ con cháu anh chị em rồi. Xong ahlun có thể là giới, mình nói giới chính trị, giới kinh doanh, và mình nói ahlut tijara, ahlut siyasa. Ở trong hadith Nabi có từ này. Nếu mà thành ra các bạn thuộc Quran, các bạn thuộc hadith Nabi thì cái đó nó sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều trong quá trình học tiếng Ả Rập. Trong một hadith Rasulullah nói ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran tất nhiên là thành viên của Quran, tất nhiên là con cháu gia đình họ hàng của Quran, thì Quran được ví như là một cái nhân vật mà có con cháu và gia đình họ hàng, thấy không? Thì cái đó là mình giải nghĩa thôi. Còn nếu mình để cái từ mà nó phù hợp thì mình nói có thể là thành viên ahlul Quran, tất nhiên thành viên của Quran. Ahlullah tất nhiên là thành viên của Allah, và khasatuhu, và những người đặc biệt của Allah. Phải không? Ahlun trong Quran có từ nhiều đấy, cũng cái từ này. Wa nazurul ahla, chúng ta đi thăm bà con họ hàng, wal asdiqa, và những người bạn bè. Asdiqa là sadiqun, Sadiqun. Sadiqun là bạn bè. Sadiqun. Gốc từ của nó là sadaqa. 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 Gốc từ bạn bè trong tiếng Ả Rập là sadaqa. Tại sao các bạn biết tại sao lý do gì người Ả Rập nói là sadiq là bạn không? Từ cái nghĩa gốc của nó sadaqa là nói thật thà. Tại vì người bạn của mình là người thật thà đối với mình. Đó, thành ra trong cái ngôn ngữ Ả Rập, trong văn hóa người Ả Rập, khi mà cái concept, cái quan niệm là một người bạn là người thật thà với mình, đối với người bạn của mình. Cái này đúng trong một cái câu trong tục ngữ trong tiếng Anh. Cái gì nói gì? A friend in need is a friend indeed. Đấy. Người bạn khi mình gặp khó khăn mà người bạn giúp mình mới gọi là người bạn thật sự. Thì thấy trong tiếng Anh thì nó có quan niệm là giúp đỡ. Đó. Nhưng mà người Ả Rập thì không. Người Ả Rập thì nói là người bạn là người thật thà với mình. Okay. Sadiq. Nhưng mà gốc từ của nó là sadaqa. Đây sadaqa là thật thà. Ok. Và trong những cái biệt danh của Abu Bakr As-Siddiq. 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 Tại sao gọi Abu Bakr là As-Siddiq? Các bạn biết không? Tại vì Abu Bakr là người mà thật thà tin tưởng Rasulullah trong bất cứ những gì mà Rasulullah cho cái cộng đồng hay là tín đồ cho họ biết. Trong khi một số người khi Nabi Thiên sứ Muhammad nói chuyện, có thể hôm nay họ tin và ngày mai họ không tin Thiên sứ Muhammad. Một số có người đặt niềm tin nơi Rasulullah, khi Rasulullah qua đời thì một số người trở thành người murtad, quay lại như cũ trước đây. Nhưng Abu Bakr thì không. Abu Bakr tất nhiên là người mà đặt niềm tin vào Thiên sứ Muhammad 100%. Chính vì vậy một số người Tây phương học Orientalist nói là cái đó thì hiện sự cuồng tín của Abu Bakr. Nhưng mà trong Islam mình nói không có, không phải là cuồng tín mà do đức tin vững chắc thôi, chứ không phải cuồng tín. Cuồng tín là như thế nào? Cuồng tín thì mình cứ tin tưởng một nhân vật mà mình không có biết suy nghĩ người đó làm đúng hay sai. Tuy nhiên mình không đưa ra một cái tiêu chuẩn để mình chấp nhận những gì mà người đó sẽ cho mình biết từ những thông tin hay là những cái gì đó. Nhưng mà ở đây không, Abu Bakr đã biết, đã nhận định rõ ràng ai là Muhammad trước khi Abu Bakr tin tưởng vào cái nhân vật tên là Muhammad. Và Abu Bakr biết rõ Muhammad là ai. Tại vì Muhammad cũng cùng tuổi với Nabi thôi, lớn nhỏ hơn Nabi khoảng 2-3 tuổi thôi. Thế nên là sống cùng thời và cùng lứa và hiểu biết nhau. Thành ra khi mà Thiên sứ Muhammad chỉ cho biết là tôi được phái, tôi được gửi đến với nhân loại như là một vị thiên sứ từ Allah subhanahu wa ta'ala, đi Abu Bakr tin tưởng thôi. Thành ra trong cái sự kiện mà nổi bật nhất trong lịch sử Hồi giáo là cái câu chuyện thân thiên của Thiên sứ Muhammad, hay câu chuyện đi vào ban đêm từ Makkah tới Bayt al-Maqdis tại Palestine. Và trong đêm đó Nabi Muhammad thân thiên lên đến 7 tầng trời, phải không? Thì vào buổi sáng ngày hôm sau thì Nabi Thiên sứ Muhammad mang cái tin đó để nói với cộng đồng Quraish hay là những bộ lạc Ả Rập xung quanh Kaaba, là nói là tôi đi từ Makkah tới Bayt al-Maqdis, và từ Bayt al-Maqdis tôi lên tới 7 tầng trời và tôi xuống trong đêm đó. Thì một số người nói đây là một cái cơ hội chín mùi. Đây là một cơ hội khá tốt để chúng tôi thuyết phục được Abu Bakr chống đối với Muhammad. Đây Muhammad đưa ra một cái thông tin chúng tôi không thể chấp nhận được trong cái thực tế, trong cái cuộc sống vào thời điểm đó. Tại vì chúng tôi đi Bayt al-Maqdis ít nhất phải tốn kém là khoảng đi về khoảng 1 tháng. Tại sao Muhammad đi trong một đêm trở về trong một đêm được? Không được. Chuyện này không thể là chấp nhận, không có logic, không có phi khoa học, không thực tế. Và ngay thậm chí Muhammad còn nói là đi lên tới 7 tầng trời và trở về trong đêm đó, không chỉ tới Bayt al-Maqdis. Ok. Chính vì vậy người Quraysh dẫn nhau đi gặp Abu Bakr và thông báo với Abu Bakr về câu chuyện này, thúc đẩy với Abu đoàn kết về câu chuyện này. Thì Abu Bakr nói như thế nào các bạn biết không? Câu nói tất nhiên là nó nói rất nổi tiếng, đáng được viết bằng nước vàng để cho các con cháu mình biết cái lòng, cái lòng mộ đạo, cái niềm tin của Abu Bakr đối với thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr nói như thế nào? Các người, các anh, các chị muốn nói gì với tôi thì họ đưa ra những cái câu chuyện mà họ thuộc lại từ Rasulullah. Thì Abu Bakr nói, nếu mà Muhammad nói, Muhammad đi xa hơn những gì mà các người nghe, tôi cũng tin. Nói gì tới 7 tầng trời, thấy không? Các bạn thấy không? Abu Bakr nói, nếu mà Muhammad cho các người biết là Muhammad đi xa hơn 7 tầng trời, tôi cũng đặt niềm tin nơi Muhammad. Tại vì tôi biết Muhammad là ai. Muhammad chưa hề nói dối trong cuộc sống của mình. Và chúng tôi chưa từng nghe Muhammad nói dối bất kỳ cái gì. Không thể nào trong một ngày mà Muhammad thay đổi hoàn toàn từ cử chỉ, thái độ, cái cách suy nghĩ, tư duy của mình như vậy được. Thành ra cái đây là cái thể hiện cái niềm tin tất nhiên vô bờ của Abu Bakr đối với thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chính vì vậy cái đức tin của Abu Bakr hẳn cái ngay cả tất cả các tín đồ hay là cộng đồng Muslim mình không có bằng một gốc gì của Abu Bakr, thấy không? Ngay như vậy, ngay khi mà Nabi Muhammad di cư tới Madinah, mà Nabi Muhammad lựa chọn một nhân vật mà đáng tin cậy nhất để đi cùng với người đến Madinah. Cái đó đã thể hiện cái tầm quan trọng của Abu Bakr, cái đức tin của Abu Bakr, cái con người, cái cá tính của Abu Bakr, cái nhân cách của Abu Bakr như thế nào mà Rasulullah lựa chọn Abu Bakr là một người cùng đồng hành với thiên sứ Muhammad để đi tới thành phố Madinah, mà được nhắc trong thiên kinh Quran. Khi mà Allah nói, khi mà người nói với người bạn của mình, Allah dùng từ Abu Bakr là người bạn của mình. Khi mà người nói với người bạn của mình, các bạn suy nghĩ như thế nào? Tất nhiên là cái tình bạn bè của thiên sứ Muhammad với Abu Bakr được công nhận bởi Allah subhanahu wa ta'ala trong thiên kinh Quran, được sướng đọc tới ngày tận thế, subhanallah. Cái này là cái vị trí, cái giá trị của Abu Bakr trong Islam. Chính vì vậy, bất cứ những người nào mà đụng chạm hay là gây cái gì mà không tốt cho Abu Bakr là làm tổn thương đến một người có đức tin. Mình không thể nào đứng khoanh tay mà không có một lời lẽ nào khi người ta đứng và không tôn trọng Abu Bakr. Và Allah ngay khi Rasulullah qua đời thì các vị Sahabat biết cái vị trí của Abu Bakr như thế nào đối với thiên sứ Muhammad và trong Islam. Chính vậy, trong những dịp mà Rasulullah không có hướng dẫn hành lễ thì Rasulullah sai Abu Bakr hướng dẫn hành lễ trong thánh đường của thiên sứ Muhammad. Có một ngày Rasulullah không tới nha, tới trễ, Rasulullah kêu Abu Bakr làm imam hướng dẫn hành lễ. Đó là tại sao Rasulullah không hướng dẫn, không kêu các Sahabat khác để hướng dẫn. Chính vì vậy Sahabat có thể hiểu được cái tầm quan trọng như vậy. Thành ra khi Rasulullah qua đời thì Sahabat cùng bàn bạc và bổ nhiệm, và tất nhiên là bổ nhiệm ở đây là bay'ah cho Abu Bakr để trở thành một khalifa nói góp Rasulullah trong công việc lãnh đạo tín đồ Hồi giáo hay là người Muslim. Thành ra chính vì vậy trong Islam hay là cái biệt danh mà mình biết về Abu Bakr gọi là As-Siddiq. Hôm nay không có học Ả Rập mà học Islam. lớp học Islam 2021. Hay mà thầy, em thấy hay. Chuyện đề tài. Dạ, hôm nay chuyện đề tài chút xíu. Hôm nay chuyện đề tài. Anh ơi, anh có thể liên kết cái từ sotako này với sotako từ thiện được không anh? Được, sotako là để chứng minh cái lòng mộ đạo của mình, để chứng minh mình thực sự là người làm theo Rasulullah, người làm theo Islam. Vậy thôi. Hiểu không? cái lòng thành của mình, phải không? Sadaqah là lòng thành. Ngay cả trong tiếng Việt của mình, cái đây là chút lòng thành của tôi dành cho anh, thấy không? Thấy không? Thấy hả anh? Giống nhau mà. Nam. Okay. Thành ra Abu Bakr gọi là Siddiq. Thành một số người Orientalist, người phương Tây học, Tây phương học, họ nói là Abu Bakr là cuồng tín. Thì mình là Muslim không phải cuồng tín, mà do cái đức tin thôi. Cái đó do cái độ tin tưởng của Abu Bakr dành cho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, và cái đó được nhìn thấy trong cuộc sống của thiên sứ Muhammad. Và sau khi Rasulullah qua đời cũng vậy, các vị Sahabat khác coi như khi mà có Abu Bakr thì tất cả các vị Sahabat khác tất nhiên là không có làm cái gì mà qua mặt Abu Bakr. Chính vì vậy Nabi Muhammad có trong cái câu nói của Nabi Muhammad: Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Người mà biết yêu thương cộng đồng của ta nhất trong cộng đồng của ta là Abu Bakr. Subhanallah, subhanallah. Cái này là cái giá trị của Abu Bakr. Mình là người Muslim, trong thiên kinh Quran Allah nói innamal mu'minuna ikhwa, quả thật những người có đức tin là anh em với nhau. Đương nhiên mình là người Muslim mà mình anh em với nhau, cho dù mình không phân biệt màu da, sắc tộc, hay là biên giới, hay là hộ chiếu, hay là quốc tịch, mình có không phân biệt. Nhưng cái đó là cái chung thôi, gọi là innamal mu'minuna ikhwa, quả thật những người Muslim là ikhwa. Cái mức độ mình yêu thương những người Muslim khác thì không bằng Abu Bakr, làm sao bằng được? Hay là một cái vị học giả khác của mình không có bằng. Nhưng Abu Bakr lại khác, subhanallah. Rasulullah lại nói là arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Nabi nói là trong cộng đồng của ta, người biết yêu thương cộng đồng của ta nhất đó là Abu Bakr. Subhanallah. Làm gì mình có, mình yêu thương những người mà trong làng, trong xóm của mình thôi, ví dụ như vậy. Mình không thể là yêu mình bao hết sân được. Tại vì cái có thể thứ nhất là do mình không thể làm được như vậy. Nhưng Abu Bakr thì không. Subhanallah. Thấy không? Coi như là những thuộc tính, những gì mà Rasulullah đặt ra hay là Rasulullah đề ra thì Abu Bakr là người đáp ứng trước. Subhanallah. Thành ra inshallah cái mình không có cái gì mà liên quan, hay là không có gì mà mối liên quan với Abu Bakr, ngoại trừ với lòng ikhlas, rồi cái tình anh em trong Islam thôi. Thành ra mình cầu xin Allah như Rasulullah từng nói là al-mar'u yuhsharul mar'u ma'a man ahab. Một người nào đó hay là một cá nhân được tụ tập vào ngày phục sinh cùng với người mà người đó yêu thương. Mặc dù mình không có gặp Abu Bakr, nhưng mà qua lịch sử mình học, qua sự cống hiến, qua sự phục vụ của Abu Bakr dành cho Islam, mình có lòng yêu thương Abu Bakr, đương nhiên. Những người làm tốt với Islam, những người mà Rasulullah thương, mình thương những người đó. Thì mình hy vọng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tụ tập mình vào ngày phục sinh cùng với Abu Bakr. Trong một hadith mà Nabi cho chúng ta biết như vậy, thấy không? Chính vì vậy trong Islam, cái tình yêu thương của mình dành cho những người anh em của mình trong Islam được Allah ban phần thưởng rất quý giá. Thành ra trong một hadith khác Rasulullah nói Allah sẽ phán vào ngày sau: Aynal mutahabbuna fi jalali. Đâu là những người yêu thương nhau vì tôi, vì ta? Đâu thì Allah kiếm, thấy không? Thành ra trong một hadith Rasulullah: Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Allah sẽ che bóng mát cho những người vào ngày sau, ngày mà không còn bóng mát nào khác ngoại trừ bóng mát của Allah. Trong đó Rasulullah nhắc 7 đối tượng, trong đó Rasulullah nói: Rajulan tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Rasulullah này, trong 7 đối tượng đó Rasulullah nhắc một đối tượng, hai người đàn ông. Trong Islam, trong tiếng Ả Rập, khi mà nhắc hai người đàn ông không phải là hai người đàn bà, không có. Cái đó là do ngôn ngữ của Ả Rập có đặc điểm là cái giới tính. Chính vì vậy khi mà trong Islam hay là trong tiếng Ả Rập mình có một cái câu là at-taglib, các bạn nhớ nha. At-taglib. Taglib tức nghĩa là Cái gì mà phổ biến nhất, cái gì mà trội nhất người ta sử dụng thôi, chứ không phải là trọng nam khinh nữ hay là dành cho nam không có nữ, thấy không? Rasulullah là rajulan tahabba fillah, hai người đàn ông tahabba fillah, yêu thương nhau vì Allah, istama'a alayhi, gặp nhau cũng vì Allah, và tafarraqa alayhi, và chia tay nhau cũng vì Allah. Tuy nhiên hai người như vậy Allah sẽ che bóng vào ngày mà không còn bóng mát nào, tức là vào ngày phục sinh, thấy không? Thành ra cái giá trị, cái giá trị yêu thương nhau trong trong Islam. Thành ra ở đây Rasulullah nói tới clip, Rasulullah nhắc là rajulan, chứ không phải là hai người đàn bà yêu thương nhau không được, hay là đàn ông với đàn bà yêu thương nhau vì Allah, thấy không? Không phải là yêu tình, nó là yêu thương vì mục đích Islam, vì chuyện Islam đó. Thành ra trong Islam mình có cái giá trị yêu thương nhau vì Allah subhanahu wa ta'ala, và thứ mà mình đáng yêu, đáng quý nhất là Allah, sau đó Thiên sứ Muhammad. Allah và Thiên sứ Muhammad, cái đó là được ưu tiên trong mọi hoàn cảnh trong Islam mình. Yêu thương Allah là gì? Yêu thương Allah là làm theo những gì mà Allah kêu gọi. Yêu thương Thiên sứ Muhammad là thực hiện những gì Thiên sứ Muhammad kêu mình làm, cái đó mới gọi là yêu thương. Rồi mình đưa ra một từng cái cách dạy, đưa ra những cái giải thích mỗi cái yêu của mình nói mới nãy. Tuy nhiên yêu thương Allah như thế nào? Trong ayat Quran Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Muhammad, hãy bảo họ nếu họ yêu thương Allah, fattabi'uni, các người hãy làm theo ta, tức là làm theo đường lối mà ta mang đến, yuhibbukumullah, vậy mới Allah yêu thương các người trở lại, thấy không? Thành ra có điều kiện. Ai cũng nói là tôi yêu Allah, cái đó là chuyện thường thôi, nhưng mà mình đặt một cái vấn đề là liệu mình được Allah yêu thương hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Anh yêu người ta là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà người ta có yêu anh lại hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Cái câu hỏi về mình muốn, hay là cái này mới là cái vấn đề mình muốn biết. Thành ra có điều kiện. Qul in kuntum, nếu các người nói các người yêu thương Allah, fattabi'uni, vậy các người hãy làm theo ta, yuhibbukumullah, ta ở đây là Thiên sứ Muhammad, yuhibbukumullah, vậy mới Allah yêu thương các người. Đương nhiên thành ra chính vì vậy ông Imam Hasan Basri bình luận cái đoạn câu ayat này, nói là có nhiều người cho rằng họ yêu thương Allah, chính vì vậy Allah thử thách họ với đoạn câu mới nãy, phải không? Anh nói anh yêu thương bình thường, nhưng mà cái câu này anh có làm được hay không, anh có đáp ứng được hay không, anh có thực hiện được hay không. Vậy cái câu trả lời là trong túi của anh đó, đấy. Rồi cái thứ hai là yêu thương Thiên sứ Muhammad, cái đó là cái ưu tiên nhất. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih, hỡi những người có đức tin, đừng bao giờ ưu tiên cái gì khác biết Allah và Thiên sứ của Ngài. Mình nói mình yêu Allah, yêu Thiên sứ Muhammad, khi mình kiểm tra lại cái hành vi của mình làm, hay là những lời nói việc làm của mình, hay là những cái tư tưởng suy nghĩ của mình đều không phản ảnh sự yêu thương của mình dành cho Allah và Rasulullah. Vậy yêu thương ở đâu? Không? Hay là mình chỉ nói bằng miệng của mình, nói bằng văn xuôi văn dọc của mình thôi. Thành ra yêu thương Rasulullah cũng vậy, mình nên ưu tiên Rasulullah hơn bất cứ những gì khác. Vậy mới thể hiện cái đức tin của mình. Thành ra trong một hadith, có một ngày Rasulullah đi chung với Umar, và bỗng nhiên Umar nói với Thiên sứ Muhammad là: "Ôi hỡi Thiên sứ, tôi không có yêu ai khác. Tôi không có yêu ai khác ngoại trừ Thiên sứ Muhammad. Nhưng tôi yêu Thiên sứ Muhammad chỉ đi sau cái việc yêu thương của tôi dành cho bản thân của tôi thôi. Tất nhiên là sau khi tôi yêu bản thân của tôi thì Rasulullah là người đầu tiên mà tôi yêu thương nhất. Tôi sẽ không có ưu tiên ai ngoài bản thân tôi thôi." Thì theo cái suy nghĩ của con người bình thường của mình, con người phàm của mình suy nghĩ như vậy cũng đúng. Tại vì bản thân của mình phải lo, mình phải chăm lo, mình chăm sóc, bảo vệ thôi. Thì Umar cũng vậy, có một cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà Thiên sứ Muhammad lại đưa ra một cái nhận định, hay đưa ra một cái hướng dẫn khác đối với Umar, nói Umar không phải như vậy. không phải như vậy. Nhưng mà thiên sứ Muhammad, thành ra thiên sứ Muhammad nói la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Không một cá nhân hay là một trong các người sẽ không hoàn thiện đức tin của nó ngoại trừ nó yêu thương bản thân của tôi hơn con cháu của nó, ba má của nó và tất cả nhân loại. Tất nhiên là người mà đáng người đó yêu thương chính là ta, chứ không phải là bản thân của ngươi hay là cha mẹ, anh em, con cháu của ngươi. Đó. Thành ra Umar mới suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi thì Umar nói với thiên sứ Muhammad. Thiên sứ Muhammad nói là bây giờ Umar thay đổi lại cái cách suy nghĩ như vậy. Và Umar nói là thưa thiên sứ, tôi không có ưu tiên bất cứ người nào. Và tôi chỉ yêu người là đầu tiên thôi. Thấy không? Tất nhiên là tôi không có ưu tiên ai ngoại trừ bản thân của thiên sứ Muhammad. Không bao giờ tôi không có ưu tiên ai. Sau khi Umar suy nghĩ. Thành ra Rasulullah nói al-ana ya Umar. Đó mới là iman Umar. Đó mới là gọi là đức tin. Umar. Thành ra trong một lời tường thuật khác thì sau khi Umar nói như vậy thì con Umar tên là Abdullah mới hỏi Umar rằng hỡi ba của tôi, sau khi ba nói với thiên sứ Muhammad như vậy, nhưng mà trong giây lát khác ba suy nghĩ và ba đã thay đổi cái suy nghĩ của ba. Tại sao? Trước đó không bao lâu thì ba nói là ba chỉ yêu thương Rasulullah thứ hai thôi, bản thân của ba đi trước. Nhưng mà trong một giây lát mà ba suy nghĩ và ba đưa ra một cái suy nghĩ khác hay là cái câu trả lời khác với Rasulullah là ba yêu thương Rasulullah hơn tất cả mọi thứ. Lý do gì? Thành ra Umar nói hỡi con của ta, khi ta suy nghĩ vào ngày phục sinh hay là vào ngày sau, liệu bản thân của ta có nhu cầu hay là cần sự giúp đỡ của bản thân của ta hơn là ta cần sự giúp đỡ của Rasulullah. Đó, thấy không? Subhanallah. Cái đó cái suy nghĩ đúng đắn của một người am hiểu cái giá trị của Islam, am hiểu giáo lý của Islam. Thì Umar nói là liệu bản thân của tôi, liệu bản thân của ba có cần sự giúp đỡ của Rasulullah hay không vào ngày tận thế, hay là tôi chỉ bám vào nhờ vào cái gì của bản thân tôi có. Không có, mỗi người Islam, mỗi người Muslim đều cần sự can thiệp Sahabat của Rasulullah vào ngày sau. Ngày mà có người chạy bỏ anh em ruột thịt, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, ngày mà một người đó sẽ chạy bỏ, bỏ chạy người anh em của mình, và ummihi wa abi, và người ba và người mẹ của mình, và con của mình mà trước đây mình từng, tuy nhiên mình không thể bỏ họ được, nhưng mà vào ngày đó mình có thể bỏ họ được, vì mỗi người chỉ muốn lo liệu cho bản thân của mình thôi. Thật ra Umar nói tôi cần ai? Ba cần ai? Ba cần bản thân của ba hay là ba cần bản thân của thiên sứ Muhammad? Và trong những sự kiện lớn nhất vào ngày phục sinh đó là Allah chưa phán xét ngay lập tức, mà con người chỉ ở trong cái chỗ tụ tập gọi là al-mahshar và chờ tới ngày phán xét, và chờ tới giờ khắc phán xét thôi. Và tất cả các nhân loại thì tất nhiên là mình nói lên cái ngày đó là trong một hadith nói là cái mặt trời chỉ một gang tay trên đầu của mình thôi, hay là nó gần hơn, phải không? Thì các bạn suy nghĩ như thế nào? Bây giờ biết mặt trời mặt trăng xa mình mấy ngàn cây số, nhưng mà cái ngày đó thì lại Allah kéo nó gần như vậy. Thì nhân loại mới đi kiếm tổ tiên của họ là Nabi Adam để xin Nabi Adam cứu giúp để Allah phán xét càng nhanh càng tốt cho họ thôi, mà không biết sau phán xét đi đâu. Subhanallah. Thì khi họ dẫn nhau đi gặp Nabi Adam thì Nabi Adam đưa ra một cái lý do là tôi cũng có làm sai, mắc phải sai lầm trước đây, và Allah đã kêu tôi xuống trần gian thì không đáng, tôi không đáng, và không có, ý như là mình không có dám để xin xỏ với Allah Subhanahu Wa Taala. Và Nabi Adam kêu họ đi gặp Nabi Nuh, và mỗi Nabi cũng đưa ra một lý do mà họ từng mắc phải sai lầm với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và cuối cùng con người chỉ dắt nhau gặp Thiên sứ Muhammad, và Thiên sứ Muhammad sujud dưới Arash của Allah, và Allah kêu Rasulullah hãy ngẩng đầu lên và ngươi hãy xin và sẽ được đáp lại. Thấy không? Thì đó là cái shafaat, cái sự can thiệp của Rasulullah vào ngày sau. Đó, thấy không? Thành ra Umar mới suy nghĩ là tôi cần sự giúp đỡ của Rasulullah nhiều hơn, hay là không phải là nhiều hơn. Tức là tôi chắc chắn sẽ cần sự giúp đỡ của Rasulullah, chứ không phải là giúp đỡ từ bản thân của tôi. Tôi làm gì được? Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ngày mà một cái linh hồn sẽ không có lấy được lợi lộc gì từ bản thân của họ, từ con cháu của họ, từ những gì mà họ có. Illa man atallaha biqalbin salim, ngoại trừ những người đến gặp Allah bằng trái tim trong sạch. Subhanallah. Bạn nói ở trần gian bạn giàu, bạn nói bạn ở trần gian có vật chất sở hữu, có cái này có cái kia, có khối tài sản khổng lồ, hay là những con cháu, hay là những cái gì mà trên trần gian này người ta sở hữu, nhưng mà không có gì mà đem lại cái ý nghĩa cho các bạn ngoại trừ trái tim trong sạch, trái tim mà Allah Subhanahu wa Ta'ala hài lòng về việc làm của họ thôi. Chắc hôm nay tới 8 giờ rưỡi rồi. Học chút xíu đi chứ. Ok. Cái câu mà gặp lại gần nhau bởi ông lót, nhưng mà xa nhau cũng bởi ông lót, là cái câu xa nhau bởi ông lót chưa có hiểu. Xa nhau vì Allah, tất nhiên là khi mình gặp nhau thì gặp nhau cũng vì Allah, xa nhau cũng vì Allah. Tất nhiên là ví dụ thôi, cái câu ngắn gọn, ví dụ mình gặp nhau, ví dụ anh em mình gặp nhau tới giờ dắt mình phải chia tay nhau thôi. Chia tay nhau tất nhiên là chia tay cũng vì Allah thôi, tại vì nó mệt quá, về nhà nghỉ mệt, như vậy thôi. Thứ nhất. Thứ hai, hay là ví dụ mình đi làm, hai người mình đi làm cùng một cái việc làm, nhưng mà do tình hình mình không có muốn xa nhau đâu. Do tình hình mỗi người có một công việc riêng, nhưng mà khi mình xa nhau cũng là vì làm việc tốt thôi. Thì anh này cũng đi dạy bên làng kia, và anh này đi dạy bên quốc gia khác, cũng đi làm việc từ thiện, hay là cũng đi làm việc gì mà trong Islam mình yêu cầu thôi. Thì cái đó là mình xa nhau cũng vì Allah, nghĩa đó như vậy anh. Ok. Ok, thành ra ở đây thì cái Al-Ab nói Nusalli Salat al-Eid wa nazurul ahla wal asdiqa. Chúng ta hành lễ Eid và chúng ta thăm anh em bà con. Mình có thể dịch như vậy được. Gia đình, thành viên gia đình, anh em bà con ruột thịt. Wal asdiqa, và bạn bè. Asdiqa là số nhiều của Sadiq, và mình từ mà mình đang học mới này ấy. Al-Ibnu nói wa mata yakunu Eidul Adha, và khi nào là ngày Eid Adha, và khi nào là lễ Adha, hay là khi nào là Eidul Adha. Al-Ab trả lời fil yawmil ashir min Zil-Hijjah, vào ngày thứ 10 của tháng Zil-Hijjah. Al-Ibn nói وَمَاذَا نَفْعَلُ فِي عِيدِ الْأَضْحَى وَمَاذَا نَفْعَلُ فِي عِيدِ الْأَضْحَى, và chúng ta sẽ làm gì vào ngày Eid al-Adha. Al-Ab đã đời Nusalli salat al-Eid, chúng ta hành lễ salat Eid. Wa nazbahul udhiyah, và chúng ta sẽ cắt al-udhiyah. Cắt udhiyah là nói chung, udhiyah là những vật tế, những con vật tế, trong đó là có lạc đà này. Uthiya có nhiều con, có thể là lạc đà, có thể trâu, bò, cừu, dê. Đó. Lạc đà, trâu, bò, cừu, dê. Có thể cái gọi là Uthiya. Chính là vật để tế, ở đây đặc biệt là động vật. Okay. Nazbah, zabaha là cắt cổ nha. Cái từ zabaha trong tiếng Ả Rập là cắt cổ. Đó. Thế nhưng là làm chết động vật bằng những cách nghi thức của Islam. Thứ nhất là cắt cổ, phải cổ thôi, ngoài cổ mình không nói là zabaha, phải không? Cái này trong tiếng Anh gọi là slaughter, là đúng luôn này. Slaughter tự nhiên mình cắt tại cổ này, cái khe cổ. Ok. Wa nazuru al-ahla wal-asdika, và chúng ta sẽ đi thăm al-ahla, bà con cháu, wal-asdika, đàn bạn bè và bạn bè. Cái này giống như cái em này hỏi ba giống như không biết ngày lễ làm gì luôn, hay là cái này nó chỉ làm là đối thoại cho mình học thôi. Ok, không sao. Ok, ilahuna hal ladaykum ayyu su'al. Tới phần này các bạn có câu hỏi gì không? Tiếng Ả Rập nói ilahuna una hal ladaykum su'al. Các bạn có câu hỏi không? Ilahuna, tới điểm này, tới chỗ này. Hal ladaykum su'al, các bạn có câu hỏi không? Thời gian qua nhanh quá. Mình mới học có một unit hết giờ rồi. Tiếng Ả Rập nói con đi lên soro jabalan, chút xíu lâu trở thành quả núi. Con đi lên soro jabalan, chút xíu lâu ngày trở thành quả núi. Ít mà chắc tốt hơn nhiều không chắc, sợ lắm. Câu hỏi chị Nốt, có câu hỏi chị Nốt? Dạ em không thầy ạ. Dạ okay. Dạ em cảm ơn thầy, nhưng mà em có định nói cái chút lại ngoài bài một tí được không thầy? Tại vì vừa nãy anh Ali có hỏi cái câu là anh ấy bảo là anh ấy chưa hiểu cái chỗ là gặp nhau cũng vì Allah mà chia tay nhau cũng vì Allah ấy. Thì em nghĩ là ở có một cái góc độ nữa là đây là rút từ kinh nghiệm bản thân em thôi, tại vì có thể là lúc mà mọi người, lúc mình lên thánh đường hoặc là mình giao tiếp với nhau Muslim ấy thì tại vì em là người convert cho nên là em có cái cảm giác đấy, thì chia sẻ với cả lớp thôi chứ không phải là câu chuyện ngoài lề. Thế thì lúc đấy em vào đạo thì tất cả những cái người mà trong đạo hay là những người vào đạo ấy, thì em đều coi đấy là bạn bè, ngoài cái bạn bè là anh em, chị em, và thực là mình sống hết lòng với mọi người ấy, như thế. Nhưng mà đến một cái lúc nào đấy thì đây là chia sẻ ở trong lớp nhưng mà có ghi âm cái phần này thì nó hơi thô một tí, nhưng mà em lại thấy thất vọng vì người Muslim ấy, có thể lúc người ta vào đạo thì người ta lại